Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Ngày mới Hưng xin chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Thì hôm nay là 100 ngày của ba Hưng. Hưng có dịp về quê coi như là xã tang của ba Hưng luôn. Thì Hưng sẵn đó Hưng sẽ quay lại một cái clip làm kỷ niệm ngày mà ba Hưng mất nha các bạn ơi. Thì mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi clip làm đám xã tang cho ba Hưng nha các bạn. Mời tất cả các bạn cùng xem video với Hưng nha. Khách lỡ tới vừa thấy lỡ tới. Khách lại khứa ra làm hai. Bây giờ rửa cái làm gì quay hay gì mà. Quay cái lưng của ba nó lên rồi vậy. Năm hình như vô tiếng nè. Thôi được, có bãi được quay bữa năm mình nhiều liệu đi. Đây các bạn, đây đang xào cái này, xào gì Năm? Xào này gọi là xào gì? Xào cải xú làm gì, làm gỏi hả? Xào đậu xào. À đậu xào hả? Thập cẩm. Thập cẩm. Thôi đừng bà nào cùng nổi, bà hay mà nổi với cô vào. Đẹp đẹp chứ bà nói. Đây rau rồi con trai nha các bạn ơi. Đây là rau xào cẩm chay cho các đồng đạo nha các bạn. Đố tất cả các bạn biết đây là quả gì? Wow! Quả bơ đấy! Đây, đây là bơ 034 nha các bạn. Bơ này bơ gì em? Chứ bơ gì? Bơ 036 hả? Bơ sáp hả? Bơ sáp. Đây là bơ sáp nha các bạn ơi. Mình lâu quá mình không buôn bơ nữa, mình quên mất tiêu bơ tên bơ hết rồi. Mình không có chuyên nghiệp. Bơ này chín rồi nha các bạn. Quá nó mềm xèo rồi nè, ngon lắm các bạn ơi. Trái này chắc phải là cả ký á. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Đây các bạn, bạn thấy không? Trái bơ chà bá luôn. Trái bơ này chắc phải không tới 1 ký đâu, ăn 7 lạng được. To lắm các bạn. Trước Hưng cũng đi buôn bơ này nè các bạn. Nhưng mà buôn thì ít, ăn nhiều.
cho nên giờ phá sản rồi không đi bơ nữa. Con sầu gâm nhậu trước hả? Bốn con để đó mở nó nhảy xuống sông cái này rồi xong luôn. Bốn con này chắc được ba làng lắm. Bếp này là mình chỉ bỏ ruột thôi nha các bạn, còn tất cả là mình có thể ăn được hết nha các bạn ơi. Sạc ha, sạc của anh món này nè, cái là ấy là gì? Đường muối, muối mỏng. Giờ đã dùng đâu mà? Lượt đây cái rồi để nước đá vô mình để đường để cái vô. Đó. 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 Cho miếng nước màu gì nó đẹp nha các bạn ơi. Nước màu không nghe, nước màu đen dữ lắm đó nghe. Rồi được rồi. Có phải xào để nước màu trời. Cháu đang có máu. 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 Cháu đang có má
Tôi ơi, chị ơi,